Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện kiêu ngạo của tác giả Vũ Triết tập 61. Lâm Vô Ngừng nói chuyện với Hứa Thiến Bác xong, tuy rằng không thảo luận ra được cách nào nhưng dù sao cũng nói ra được chuyện đã nghẹn ở trong lòng rất lâu. Dù sao đi nữa anh đều cảm thấy rất thoải mái. Lúc đang định đi lên tầng, mấy người trong câu lạc bộ anime nói chuyện với Đường Viễn xong cũng xuống dưới. Thôi, ta không lên nữa. Hứa Thiên Mác nói, ta về với bọn họ còn phải tiếp tục xử thính. Ừ, Lâm Phổ Ngừng gật đầu, cảm ơn. Cảm ơn cái gì, ta cũng chẳng giúp được gì, chỉ lo lắng cùng thôi. Hứa Thiên Mác cũng thở dài, còn tức giận nữa chứ. Lâm Phổ Ngừng cũng cười, khi cần mày giúp đỡ, ta nhất định sẽ không khách sáo. Ừ, Hứa Thiên Mác xoay người chuẩn bị đi. Chuyện này mày đừng nói với cậu ấy trước. Lâm Phổ Ngừng dặn dò một câu. Tao sẽ không nói, tao cũng không thích hợp để nói chuyện này. Hứa Thiên Bác quay đầu lại nhỏ giọng. Hơn nữa mày đã giấu chuyện này tới tận bây giờ, lúc này ai đi nói với cậu ấy sẽ bị cậu ấy đập chết. Lâm Phù Ngừng nghe thấy câu này cũng không nhìn nổi bật cười. Ngay cả Hứa Thiên Bác cũng có thể cảm nhận được cái tính này của Đình Tế. Lường Viễn tiến người ở câu lạc bộ đi, sau đó kéo Lâm Phù Ngừng cũng trở lại phòng hoạt động. Không có cá, thiết kế xếp đổi lúc trước của em nói đấy. Sự hào đồng đứng ở bên cạnh máy tính. Đã làm chưa? Em làm rồi. Lâm Phổ Ngừng nói, còn phải sửa nữa hả? Còn sửa nữa thì em sẽ để chúng nó xếp thành chữ SB. Sự hào đồng cũng bật cười. Không phải, không sửa nữa. Tới lúc này rồi còn sửa sao được. Anh chỉ muốn hỏi thời gian, có kịp không? Tổng cộng 7 phút. Lâm Phổ Ngừng nói, lên sân khấu 1 phút, 2 phút xếp đổi, sau đó còn 3 phút thay đổi đội ngũ, để lại 1 phút xuống sân khấu. Sắp xếp đổi không phức tạp quá chứ? Lường Phi nói, đảm bảo không xảy ra lỗi nào trước đã. Chỉ có 6 cái máy bay cũng không phức tạp được. Lâm Phổ Ngừng nói, nếu mắc lỗi thì đổi người điều khiển, em và Sư Hào Đông. Bận rộn tới gần 10 giờ, Lâm Phổ Ngừng mới đi xuống, vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy có một bóng người ngồi bên bồn hoa. Khi anh quay đầu qua, người kia nhanh chóng trốn ra phía sau. Chỉ nhìn qua bóng hình đẹp trai kia thôi thì còn có thể nhận ra, đấy là Đình Tế. Còn trốn tìm cái gì, đúng là trẻ con. Anh đi qua đó, đi nửa phòng cũng không thấy Đình Tế ở đâu. Sau sự một lát anh hắng giọng, chiếp chiếp chiếp. Lập tức thì thấy phía sau ghế đá dài bên cạnh bồn hoa phát ra tiếng cười không dừng được. Đình Tế... Lâm Phổ Ngừng quay đầu nhìn về phía ghế dài, sau đó tầm nhìn lại hướng lên trên, nhìn con đường nhỏ phía sau ghế. Là cậu hả? Đừng đã làm gì? Còn chưa dứt lời, Đình Tế ở phía sau ghế nhảy phốc một cái vọt qua. Lâm Phổ Ngừng cũng rất bồi phục khả năng bật nhảy của Đình Tế, bật nhảy tại chỗ cũng không bật cao được như gắn lò xo. Lúc này cậu chỉ có thể đứng tại chỗ nhảy, không cần chống tay cũng có thể nhảy vọt qua ghế, vèo ba bước xông tới trước mặt Lâm Phổ Ngừng. Sau đó cậu mới hồi thần lại. Con mẹ nó, cậu dọa tôi. Ừ, Lâm Phổ Ngừng cũng bật cười. Nếu thực sự có một người đứng ở đó mà cậu không biết chắc. Lỡ như là ma thì ai biết. Đình Tế nói, có người ngoài hành tinh, quái vật nó. Tại sao không lên? Lâm Phổ Ngừng ôm vai cậu, chậm rãi đi về phía ký túc xá. Khi tôi tới, chợt nghe thấy tiếng Lường Viễn đứng nói chuyện ở hành lang. Đình Tế nói, có lẽ là đã làm xong cho nên tôi lười đi. Ăn khuya không? Lâm Phổ Ngừng hỏi. Ăn. Đình Tế gật đầu. Do trời lạnh nên tôi tiêu thụ nhanh hả? Lâm Phổ Ngừng nhìn cậu. Gần đây nếu tôi hỏi, cậu đều sẽ nói ăn. Hơn nữa mỗi lần đều ăn cùng với tôi. Tôi cũng không béo. Đình Tế nhéo hông của mình. Đợt này tôi dùng đầu óc quá mức, ngày ngày học tập cực khổ từ sáng tới tối, bài tập môn bắt buộc, môn tự chọn, báo cáo, kiểm tra đánh giá, còn phải học tập để đối phó với bố tôi. Thảm quá ha? Lâm Phổ Ngừng cười nói, cậu cũng có kém gì đâu. Đình Tế nói, tôi cố nhìn cũng được, nhưng nhìn cậu gầy thế này, không ăn một chút thì làm sao được. Tôi gầy hả? Lâm Phổ Ngừng cũng vuốt mặt của mình. Ở trong bếp có cái cân, lúc về cậu cân thử xem. Gần đây cậu không chỉ gầy mà vành mắt còn đen. Lâm Phổ Ngừng cũng không nói gì, tìm thắt lại nhìn Đình Tế. Quả Tết Dương là được nghỉ mấy ngày, Lường Viễn cũng không gửi lương cho cậu. Cũng may là lần trước cậu không tham gia hoạt động của câu lạc bộ leo núi. Đình Tế nói, không thì bây giờ càng gầy.
Ý của Lời Đình Tế là cảm thấy đợt này anh hoạt động câu lạc bộ bận rộn, nhưng anh cũng không dám thở phào. Dù sao từ bé tới lớn, Đình Tế là người lừa đảo nói dối không chớp mắt. Anh không thể phán đoán được lời này là thật hay giả. Huống hồ gần đây anh cũng rất mệt mỏi, khả năng suy nghĩ cũng giảm sút. Tại sao lại thích phải bán tiền nhỉ? À, là một thần đồng nhỏ dựa vào quan sát chi tiết để lừa người mới đúng. Anh nhìn xung quanh, không có người. Anh siết tay ôm chặt lại, hôn lên mặt của Đình Tế, rất vang, hơn nữa còn hôn gần tai. Đình Tế cảm thấy như cái hôn này làm cậu ù cả tai. Đầu, cậu ôm lấy tai rồi xoa xoa. Cậu làm gì đấy, trong miệng có cái loa hả? Lâm Phồn ngừng cười rất vui vẻ. Đình Tế nhìn nụ cười của anh, thoáng qua chút nghi ngờ, phán đoán của cậu sai rồi sao? Lâm Phồn ngừng chỉ quá mệt mỏi mà thôi. Nhưng cậu quen Lâm Vô Ngân lâu như vậy, cho dù là ôn tập thi đại học hay là đi nhận việc, có mệt thế nào thì anh cũng không có trạng thái giống như bây giờ. Không chỉ là mệt mà còn là suy nghĩ. Lâm Vô Ngân của hiện tại giống như con kiến mệt mỏi gục xuống đất, sau đó bị quăng vào chảo dầu nóng. Cách buổi văn nghệ còn một ngày, lần diễn tập cuối cùng kết thúc, Đình Tế là một thành viên hậu cần của câu lạc bộ máy bay không người lái. Không có việc gì nên cậu xem từ đầu tới cuối. Kỳ thực Lâm Vô Ngừng cũng không có việc gì làm, chỉ ngồi trước máy tính nhìn màn hình, bẩn nhất là máy bay. Khi quay lại ký túc, Lâm Vô Ngừng nói anh hơi mệt, muốn nghỉ một lát. Tắm cũng chỉ mất 3 phút, Đình Tế nghe thấy anh đi vào nhà tắm. Khi cậu lấy xong quần áo chuẩn bị thay, Lâm Vô Ngừng đã đi ra khỏi nhà tắm rồi. Tắm xong rồi hả? Cậu ngạc nhiên hỏi. Ừ. Lâm Phồn Ngừng lắc đầu về phía cậu, lắc bắn đầy bọt nước lên má cậu, còn gội cả đầu. Cậu chỉ xối nước từ đầu xuống chân thôi hả? Xối từ đầu xuống sau đó lau sạch á? Thông minh quá ha. Lâm Phồn Ngừng nhào vào giường. Khi Đình Tế quay lại phòng ngủ, Lâm Phồn Ngừng vẫn nằm sấp với tư thế ban nãy. Không sấy tóc khô hả? Đình Tế vỗ vỗ anh. Lâm Phồn Ngừng không nhúc nhích. Đình Tế cúi người xuống nhìn, phát hiện anh đã ngủ rồi. Có lẽ là ngủ mất một thời gian quá dài, cuối cùng cũng không chịu được nữa. Đình Tế đứng bên cạnh giường nhìn một lát, đắp chăn cho anh, quay lại giường mình ngồi, ngủ ngay chính giữa giường cũng chẳng để lại vị trí cho ai. Lâm Vô Ngân, Đình Tế ôm chân, ghé cằm lên đầu gối nhìn, nhíu mày nhìn Lâm Vô Ngân. Lâm Vô Ngân thực sự ngủ rồi cũng không trả lời. Rốt cuộc là cậu làm sao? Đình Tế nói. Rốt cuộc là cậu đã gặp phải chuyện gì mà còn nhất định không chịu nói cho tôi biết. Qua Tết Sương tôi sẽ không chịu cậu nữa. Tôi hỏi cậu phải nói, không thành thật tôi sẽ đánh cậu. Lâm Phồn Ngừng cũng vẫn ngủ rất say sưa. Đình Tế đứng dậy tắt đèn trong phòng, ngồi trên giường. Vừa nghe tiếng hít thở của Lâm Phồn Ngừng, vừa nghe tiếng nói cười khẽ khẽ đi tới đi lui của mọi người trong ký túc bên ngoài phòng khách. Tôi biết bao, như thế này, tôi biết bao. Ánh đèn trong phòng khách cũng tắt rồi, những người trong ký túc cũng đều vào phòng của mình đóng cửa lại. Ký túc cũng đều im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của Lâm Vô Ngưng. Đình Tế trượt xuống nằm lên gối đầu kéo chăn đắp lên. Ngủ thôi, cứ vui vẻ qua Tết Dương trước đã. Chẳng qua kế hoạch thường sẽ không theo kịp sự thay đổi. Khoảng thời gian này Đình Tế cũng ngủ không ổn, cho nên nửa đêm Lâm Vô Ngưng có phát ra tiếng gì, cậu đều có thể nghe được. Sẽ mơ màng tỉnh dậy. Nhưng tiếng động hôm nay lại khác, không phải Lâm Vô Ngưng rơi xuống giường. Lâm Vô Ngưng nói mơ. Khi Đình Tế tỉnh dậy, Lâm Vô Ngưng vẫn còn đang nói, lẩm bẩm nghe không rõ là đang nói gì, nhưng có thể nhận thấy không phải là giấc mơ đẹp. Lâm Vô Ngưng nói vội vã, ngữ kính cũng rất bực bội. Đình Tế ngồi dậy. Lâm Vô Ngưng. Lâm Vô Ngưng cũng nhúc nhích, đạp lên ván giường cái rầm. Đình Tế không dám lên tiếng. Cậu ngủ với Lâm Phương Ngưng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy Lâm Phương Ngưng nói mơ, cũng là lần đầu tiên biết anh sẽ tức giận đập giường trong mơ. Đình Tế đang do dự nên để Lâm Phương Ngưng phát giận trong giấc mơ, hay là lại mở đèn để kết thúc giấc mơ không vui vẻ này. Lâm Phương Ngưng đột nhiên hô lên vài tiếng nho nhỏ rồi ngồi bật dậy. Đình Tế bị dọa cũng nhảy ngồi lên trên giường, không lên tiếng chỉ nhìn anh. Lâm Vô Ngừng cũng ngồi dậy, sửng sốt mất mấy giây, sau đó mới ôm đầu. Trong bóng đêm có thể nghe thấy tiếng thở gấp của anh.
Tiếng thở nặng nề và nghẹn khí giống như người vừa mới đi mò ngọc trai về, thở gần một phút mới dần hồi tỉnh lại. Đình Tế đang định xuống giường, Lâm Vô Ngừng quay đầu qua, nhìn thoáng qua bên này. Âm thanh thở dốc bỗng dừng im bặt, hô hấp nháy mắt cũng trở nên ổn định nhẹ nhàng. Đình Tế nghe thấy sự biến hóa này, lòng cũng thắt lại. Đình Tế, Lâm Vô Ngừng gọi cậu. Ừ. Đình Tế nhảy xuống giường, chạm vào xếp lê của mình một cái, rồi bật lên giường Lâm Vô Ngừng ôm lấy anh. Cậu nằm mơ thấy ác mộng hả? Chắc là vậy. Lâm Vô Ngừng cũng cúi đầu khẽ thở dài. Đình Tế ôm anh từ phía sau, cũng dùng sức xoa cánh tay của anh. Không sao, không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi. Tỉnh rồi mà. Ừ, Lâm Vô Ngừng đáp lời. Đình Tế cũng vẫn xoa cánh tay anh. Khi còn nhỏ, mỗi khi cậu nằm mơ thấy ác mộng, khóc lóc chạy đi tìm bà nội đều làm như thế này. Rất có tác dụng với cậu, tiếp xúc chân thật trên da thịt, có thể làm người ta nhanh chóng cảm nhận được thực tế, nhanh chóng thoát ra khỏi giấc mơ. Xoa một lát, Lâm Vô Ngừng cầm lấy cổ tay cậu. Đã đỡ chút nào chưa? Đình Tế hỏi. Không sao, Lâm Vô Ngừng cũng cười. Khi tôi nằm mơ cũng biết là mình đang mơ, nhưng mà thực sự quá chân thực cho nên... Có đôi khi là thế. Đình Tế nghiêng đầu qua dán lên cổ anh. Nhưng mà tỉnh lại là tốt rồi, có đôi khi còn không nhớ thì đã mơ thấy gì. Đúng, Lâm Vô Ngừng cũng cười nắm lấy ngón tay cậu khẽ cắn một cái. Tôi làm cậu giận mình hả? Không phải, Đình Tế do dự, cậu nói mơ. Cơ thể Lâm Vô Ngừng nháy mắt cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng bình thường. Phải sao, tôi nhớ mình chưa bao giờ nói mơ. Lâm Vô Ngừng nói, đã nói gì? Trong giọng nói có sự căng thẳng mà chỉ Đình Tế mới nghe được ra. Không nghe rõ, Đình Tế nói. Lẩm bẩm, nghe giống như không vui lắm, còn đập giường. Cậu mơ thấy quyết sống chết ở quảng trường nhỏ hả? Lâm Vô Ngừng cũng bật cười. Tôi không phải là cậu, quyết sống chết cái gì chứ? Tôi cũng không như vậy. Đình Tế cũng cười theo. Vũ khí hùng tàn nhất mà tôi từng sử dụng đó chính là giày trượt. Cái đó đập rất đau nhưng mà phạm vi hơi nhỏ. Lâm Vô Ngừng cười, xoay người lại, khẽ hôn lên môi cậu. Ngủ đi, ngày mai bận lắm đấy. Buổi tối còn có văn nghệ. Kết thúc xong chắc chắn là phải đi ăn. Có lẽ phải nửa đêm mới được ngủ. Ừ, Đình Tế cũng trả lời. Cậu đang muốn đứng dậy, Lâm Vô Ngừng đã kéo cậu lại. Ngủ ở đây. Đình Tế vẫn dán sau lưng Lâm Vô Ngừng. Ôm lấy anh, hy vọng cho dù là giấc mơ gì, bản thân cũng có thể an ủi Lâm Vô Ngừng một chút, đừng mơ lại giấc mơ kia nữa. Điều làm cậu tức giận chính là Lâm Vô Ngừng lại bị ác mộng làm tỉnh giấc lần nữa. Lần này Lâm Vô Ngừng không ghét, cũng không bật dậy, chẳng qua cơ thể run rẩy mạnh. Nếu không phải vì Đình Tế ngủ không say, có lẽ đã bị anh đẩy xuống giường rồi. Đình Tế chống cánh tay lên nhìn, hô hấp và động tác cũng đều hỗn loạn. Không giống như lúc Lâm Vô Ngừng nằm ngủ rồi tập võ ngày thường. Lâm Vô Ngừng, Đình Tế không quan tâm được gì khác, vỗ lên mặt anh. Hả? Qua mấy giây sau, Lâm Vô Ngừng mới ôm mặt mở mắt ra. Lần này có lẽ là vì thời gian ngắn, anh tỉnh rất nhanh. Tôi lại, cậu đánh tôi. Cậu đánh tôi trước, Đình Tế nói, sao tôi đỡ đánh cậu? Lâm Vô Ngừng cũng trở mình, ôm lấy cậu kéo xuống, nằm đi. Cậu lại mơ thấy gì? Đình Tế nằm xuống. Nằm mơ linh tinh không biết là gì. Giờ thấy cậu hả? Lâm Vô Ngừng khẽ nói bên tai cậu. Xin lỗi nhé Đình Tế. Xin lỗi. Đình Tế cũng không nói gì. Chỉ khẽ vỗ lên cánh tay của anh. Không đợi được qua Tết Dương. Thực sự không đợi được nữa rồi. Lời xin lỗi của Lâm Vô Ngừng đã làm lộ chuyện. Có lẽ bởi vì tỉnh dậy đột ngột nên đầu óc còn chưa tỉnh táo. Cậu xin lỗi này tuyệt đối không phải là xin lỗi vì dọa cậu sợ. Chuyện và Lâm Vô Ngừng âm thầm cánh phát có quan hệ với cậu, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng lúc trước, tuyệt đối không chỉ là chuyện bảo Lâm Trạm về nhà ăn Tết. Không đợi được qua Tết Dương nữa, văn nghệ Tết Dương được tổ chức vào ngày 31, hôm nay đã được nghỉ, lại vì thời gian nghỉ ngắn, cơ bản không ai về nhà, trong trường cũng rất đông. Đủ loại áp phích và vật trang trí, còn có âm nhạc vui vẻ, bước chân của những người đi đường đều cảm thấy nhẹ nhõm. Trước giờ diễn, Đình Tế bị người của câu lạc bộ máy bay không người lái túm đi làm việc. Theo trình tự biểu diễn,
Trước tiết mục của bọn họ còn có một phần đoàn nhỏ, mấy thành viên điều khiển máy bay làm động tác bay đơn giản, cùng nhau đi qua đó đều là người mới do lương viên sắp xếp, coi như tuyên truyền. Đình Tế vốn không tham gia, cậu không quen làm chuyện này. Trong những người sắp xếp có một người vì quá mức hưng phấn, ăn thịt nướng quá nhiều nên bị viêm ruột cấp tính. Lương viên không nghĩ gì nhiều đã gọi Đình Tế tới thay. Trừ Lâm Vô Ngưng ra, Đình Tế là thành viên mới có kỹ thuật tốt nhất. Lương phí nói, năng lực học tập thực sự không giống như người bắt đầu từ con số 0. Cũng không phải là số 0, tôi còn từng được học ở anh Lâm Vô Ngưng nhà tôi đấy. Cậu ấy được không? Lâm Vô Ngưng hơi do dự, cậu ấy không quen làm thế này. Cứ nguy thôi, Dư Hảo Đông nói, đi từ bên cạnh qua là được, tổng cộng chưa tới 1 phút không sao đâu. Có anh đẹp trai nào sợ bị người ta nhìn chứ? Cậu chính là anh đẹp trai sợ bị người ta nhìn đó, Lâm Vô Ngưng nói. Không sao, Đình Tế bóc một que kẹo, tôi làm. Lâm Vô Ngưng nhìn cậu, cậu cười lại với Lâm Vô Ngưng. Hôm nay phải hỏi, nhưng Lâm Vô Ngưng có nhiệm vụ không thể làm hỏng việc, cho nên cậu không định hỏi thẳng Lâm Vô Ngưng. Cậu không nói thẳng cho tôi thì tôi cũng không sao, tôi cũng sẽ không hỏi thẳng cậu. Cậu lén nút nói chuyện với đối tượng thầm mến ngày xưa, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu, cặn bã. Mãi cho tới chiều, hội trường biểu diễn đã sắp xếp xong, nhân viên bắt đầu nhàn rỗi, người tham gia diễn cũng đã bận rộn xong, chỉ chờ tới cuối. Cuối cùng Đình Tế mới nhìn thấy bóng dáng Hứa Thiên Bác, đứng chung với mấy người ở câu lạc bộ anime, bên cạnh còn có một nữ sinh tóc dài đi theo như hình với bóng. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của mình quá rõ ràng, Đình Tế cảm thấy Hứa Thiên Bác bắt đầu cố ý né tránh cậu. Cậu đi về phía Hứa Thiên Bác, đi tới nửa đường phát hiện không thấy người đâu nữa. Trạch Nam chết dí ở nhà chơi game cũng linh hoạt vậy sao? Cuối cùng, cậu không thể giả vờ như bỏ qua. Khi cậu và Lâm Vô Ngưng ngồi nói chuyện trên mấy cái thùng của câu lạc bộ máy bay không người lái, mới lại nhìn thấy Hứa Thiên Bác đang đi về phía hội trường. Bây giờ là một mình, bên cạnh không có nữ sinh, vẫn luôn đi theo. Tôi đi mua kem. Đình Tế đứng dậy, cậu ăn không? Tôi... Có lẽ là Lâm Vô Ngưng muốn đi cùng cậu, nhưng bây giờ xung quanh đều là máy bay giá trị không nhỏ, cũng không nhiều người, anh chỉ đành ngồi xuống. Tôi uống hồng trà lạnh. Ok, Đình Tế đáp lời. Khi đuổi tới hội trường, Hứa Thiên Bác đã đi rất xa, nhìn dáng vẻ như là muốn tạt qua ký túc đi vào con đường nhỏ bên cạnh dãy phòng học. Đình Tế chạy theo vòng qua dãy phòng học tràn ở phía trước con đường. Nghe thấy tiếng bước chân Hứa Thiên Bác tới gần, cậu chạy ra khỏi chỗ rẽ, chặn trước mặt Hứa Thiên Bác. Ôi! Hứa Thiên Bác bị dọa giật mình, lùi về sau một bước. Khi nhìn rõ là Đình Tế, cậu lại bị dọa lần nữa. Đình Tế! Không cho chạy, không cho trốn. Đình Tế nói, đã xảy ra chuyện gì thế? Hứa Thiên Bác hỏi, còn giả vờ hả? Đình Tế nhìn vào Hứa Thiên Bác. Kỹ thuật diễn xuất của cậu không bằng Lâm Vô Ngưng, cậu ấy còn không giấu nổi được tôi, cậu có muốn giấu? À, Hứa Thiên Bác bất đắc dĩ dựa vào bờ tường bên cạnh. Không muốn nói gì? Nói xem tối hôm ấy ở phòng hoạt động, cậu đã nói gì với bạn trai tôi? Đình Tế thẳng thắn đề nghị. Hứa Thiên Bác sửng sốt sau đó vội vàng. Hơi cậu đừng hiểu lầm nhé Đình Tế. Tôi muốn hiểu lầm đấy. Đình Tế nói, cho cậu 1 phút, nếu không nói thật tôi sẽ hiểu lầm. Tôi không thể nói cho cậu. Hứa Thiên Bác dựa vào tường nhích sang bên cạnh một bước. Tôi cũng không nói rõ được, thực sự ép tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Đình Tế nhanh chóng bước lên. Tôi nói rồi, cậu đừng chạy, cậu chạy không thắng nổi tôi đâu. Tôi biết rồi. Hứa Thiên Bác chẳng thể làm gì, hay là cậu đợi tôi một lát, tôi muốn về ký túc xá đi vệ sinh. Đi nặng hay nhẹ? Đi nhẹ. Hứa Thiên Bác thở dài. Ừ. Đi ở đây luôn đi. Đình Tế nhìn bức tường, giờ này mọi người đều ở hội trường, không có ai đi qua con đường nhỏ này đâu. Hứa Thiên Bác nhìn cậu không nói gì, vậy thì nhìn đi, Đình Tế nói. Bây giờ tôi bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử, tôi rất khó. Hứa Thiên Bác nói, tôi chỉ là một quả bí ngô. Cho nên cậu xem cậu nên đắc tội tôi hay là đắc tội Lâm Vô Ngưng, tính tình tôi không được tốt lắm đâu. Đình Tế nói, lát nữa tôi sẽ làm cậu thành bánh bí ngô. Tôi nói này, Đình Tế... Hứa Thiên Bác im lặng một lúc lâu, sau đó ngước mắt lên nhìn cậu. Tuy rằng tính tình của cậu, cái gì nhỉ, có lẽ hơi nóng vội,
Nếu như tôi thực sự không nói với cậu, cậu sẽ không làm gì tôi. Nếu tôi nói với cậu rồi, Lâm Vô Ngân thoạt nhìn là người có tình tốt kia thì sẽ xé xác tôi. Lời nói này vừa được nói ra, trong thời gian ngắn Đình Tế thực sự không biết phải nói gì. Hứa Thiên Bác hiểu rõ cậu, cậu thực sự cũng không định làm gì Hứa Thiên Bác. Cậu không nghĩ rằng thái độ của Hứa Thiên Bác lại kiên định như vậy, cho nên chuyện này chỉ có một khả năng, vậy càng phải hỏi cho ra lẽ. Rất nghiêm trọng đúng không? Đình Tế truy cứu. Đúng, Hứa Thiên Bác nói, hơn nữa còn rất nghiêm trọng đối với tôi. Đình Tế nhìn chằm chằm Hứa Thiên Bác, đúng không? Hứa Thiên Bác cũng hơi sững người không trả lời. Vậy tại sao tôi lại không thể biết? Đình Tế nói, hơn nữa bản thân Lâm Vô Ngân cũng không xử lý được chuyện này, có đúng không? Hứa Thiên Bác cũng nhìn cậu. Cậu... Từ nhỏ tôi đã bắt đầu lừa người, ít nhất thì cũng đã 10 năm rồi. Đình Tế nói, trừ việc tôi không đoán được nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng thứ khác tôi đều có thể nói ra. Hứa Thiên Bác cũng thở dài một hơi. Bánh bí ngô, cậu... Đình Tế lấy kẹo que ra ngậm, hất que kẹo chỉ vào Hứa Thiên Bác. Cái gì? Hứa Thiên Bác sửng sốt sau đó mới ngớ ra. Được rồi, cậu nói. Không phải tôi nói, là cậu nói. Đình Tế nói, cậu quen Lâm Phương Cương lâu hơn tôi. Cậu ấy là một người rất giỏi, không có vấn đề gì mà cậu ấy không thể giải quyết. Không có chuyện gì mà cậu ấy không thể gánh vác được. Ừ, Hứa Thiên Bác cũng đáp khẽ. Đã rất lâu rồi cậu ấy không ngủ tử tế, mất ngủ, mơ thấy ác mộng. Cậu cũng nhìn thấy cậu ấy gầy đi nhiều chứ. Tôi cũng không sợ cậu cười cậu ấy, dù sao cũng không phải là lần một lần hai cậu ấy bị ác mộng làm tỉnh giấc. Hứa Thiên Bác cũng im lặng. Tôi biết cậu muốn bảo vệ, tôi đi tìm cậu ấy, để cậu ấy tự nói ra. Đình Tế nói, nếu như cậu ấy chịu nói thì đã nói từ sớm rồi, không đợi được tới bây giờ còn chưa nói thì chắc chắn không đợi chuyện này vớ lở sẽ không mở miệng. Hứa Thiên Bác cũng cau mày cúi đầu xuống. Nói đi. Đình Tế ngậm kẹo que, đầu lưỡi liếm vào viên kẹo tròn. Cậu nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng bây giờ có ai rút que kẹo khỏi miệng cậu là có thể nhìn ra cậu đang hoảng loạn. Hội trường đã được trang trí trang hoàng sắp xong, một đống thùng máy bay của câu lạc bộ cuối cùng cũng được xếp chỉnh tề theo thứ tự lên sân khấu. Sự hào đồng gọi mấy người mới không có nhiệm vụ gì tới đây trông đồ. Lâm Vô Ngân có thể đi ra ngoài một chút. Hai cái thùng kia. Lâm Vô Ngân chỉ vào hai cái thùng của mình. Làm mắt em sẽ giết người đó. Biết rồi, Sư Hào Đông nói. Em đi nghỉ ngơi hay ăn cơm đi. Anh và Lương Viễn sẽ ở đây, yên tâm. Đừng để ai động vào máy tính nhé. Lâm Vô Ngân lại dặn dò thêm một câu. Ừ, Sư Hào Đông cũng gật đầu. Lâm Vô Ngân cảm thấy đầu óc mình cũng hơi khó chịu. Đình Tế lại đi mua nước máy mà chưa về. Anh muốn ra ngoài đi dạo, thuận tiện đi siêu thị tìm Đình Tế. Bình thường với cường độ bận rộn mấy ngày thế này, căn bản không thể khiến cho anh có cảm giác gì. Lâm Vô Ngân rời khỏi hội trường, chưa đi về phía siêu thị được mấy bước, anh đã nhìn thấy Đình Tế xách một cái túi đi qua. Đình Tế nhìn thấy anh lập tức vẫy tay. Không cần trông máy bay nữa hả? Có người trông rồi. Lâm Vô Ngân cũng cười cười. Sao cậu đi lâu vậy? Hả, cặp điêu chắn ở siêu thị. Đình Tế nói lên án cậu hai lần hoạt động đều không tham gia, quả nhiên vẫn là thích máy bay nhất. Vì cậu nên tôi mới ở chỗ bọn họ, Lâm Vô Ngân nói. Tôi bị ép. Đình Tế đưa hồng trà cho anh. Nhưng mà hoạt động xem phim lần trước cũng thích, Điêu Trấn còn mua máy nổ bỏng cho bọn tôi, chị ấy ngồi bên cạnh làm mỏng. Lâm Vô Ngân cũng bật cười, chị ấy đúng thật là. Đình Tế nghiêng đầu qua nhìn anh, đúng là thần kinh. Lâm Phù Ngừng đam, Đình Tế lập tức cũng phì cười. Sao cậu lại thế? Tôi vẫn còn muốn sống lắm đó. Lâm Phù Ngừng mở hồng trà, ngửa đầu uống mấy ngụm. Bây giờ cũng đã gần tới giờ ăn cơm. Hai người đi tới nhà ăn. Hơi đông người, đổi hai nhà ăn khác thì cũng vẫn đông. Thời gian đi ăn cũng bay sạch rồi. Đình Tế nói, hay là ra ngoài ăn. Lâm Phù Ngừng nói, cậu muốn ăn gì? Tự hỏi cậu ấy, tôi ăn gì cũng được. Đình Tế bảo... Cậu phải nuôi heo. Tôi nghĩ xem nào. Lâm Vô Ngừng lấy điện thoại mở bản đồ ra. Hai ngày trước khi làm việc, Lương Viên có gọi đồ ăn ngoài. Ngon lắm, tôi xem quán đó có xa không. Xa cũng không sao. Đình Tây nói, vẫn còn 3 tiếng nữa mới mở màn. Là Tết đấy cục cưng hả? Là toàn xe là xe, xa thì không đi nữa. Lâm Vô Ngừng nói, nếu không buổi tối, đừng mong mà về được. Hay là đi quán đó.
Đình Thế vỗ tay, quán mà Tiểu Bảo nói, ăn pizza. Được. Lâm Vô Ngừng dứt khoát gật đầu, nhét điện thoại vào túi.